Xin chào tất cả các em. Ở buổi học hôm nay thì cô và các em sẽ đi nốt các bài tập còn lại ở trong sách bài tập của bài 18 là bài môn các em nhé. Chúng ta sẽ đi vào bài 18.4. Bài 18.4 ở đây là hãy tìm thể tích. Đúng không ạ? Vậy các em sẽ có như sau. Công thức này, thì muốn tìm thể tích này thì các em sẽ lấy số môn. Các em nhân với 22.4 đơn vị là lít. Đúng ạ, và cái này phải áp dụng ở điều kiện tiêu chuẩn. Người ta cho điều kiện tiêu chuẩn ở đây. Vậy câu A là thể tích của 0,5 mol phân tử O2. Thể tích của 0,5 mol 0,05. Thể tích của 0,05 mol phân tử O2. Vậy thì lấy số mol nào là 0,05 các em nhân với 22,4. 0,05 nhân với 22,4 thì nó sẽ bằng 1,12 lít. Tiếp theo là thể tích của 0,15 mol phân tử H2. Thể tích của 0,15 mol A2 0,15 đúng không ạ? Vậy thì các em lấy số mol là bằng 0,15 các em nhân với 22,4 theo công thức của cô kia kìa thì nó sẽ bằng là 3,36 đơn vị là lít. Tiếp theo là 14 mol phân tử CO2. Thể tích của 14 mol CO2. Vậy lấy số mol là 14 nhân với 22,4 lên. Vậy 14 nhân 22,4 thì sẽ bằng 313,6. 313,6 lít. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài 18.4A. Sang 18.4B là tìm thể tích của hỗn hợp khí. Vậy muốn tìm thể tích của hỗn hợp khí thì các em lấy tổng số mol, các em nhân 22,4 lên thôi. Vậy câu B, các em có thể tính bằng hai cách. Phần B này các em có thể tính bằng hai cách. Tức là các em lấy lần lượt từng số mol nhân với 22,4 rồi các em mà cộng các kết quả lại. Hoặc là muốn tìm thể tích mol của hỗn hợp khí thì các em lấy tổng hỗn hợp khí, tổng số mol của hỗn hợp khí rồi các em nhân với 22,4 lên. Hai cách đều được. Cách thứ nhất cô nhắc lại là lấy số mol của từng chất, từng khí nhân với 22,4. Ở đây là người ta cho 3 khí thì sau khi nhân rồi các em cộng 3 kết quả lại. Hoặc bằng cách thứ hai là các em cứ lấy tổng cái số mol rồi các em nhân 2,4 lên. Đúng ạ? Tính ra có tổng số mol. Tổng số mol khí sẽ là 0,75 này cộng với 0,25 này cộng với 0,5. Vậy thì nó sẽ bằng 1,5 mol. Biết được số mol khí rồi, vậy chúng ta sẽ có vậy thể tích hỗn hợp khí. Thể tích của hỗn hợp khí là em lấy tổng số mol là 1,5 nhân với 22,4 lên. 1,5 nhân 22,4 thì kết quả nó sẽ ra là 33,6 lít. 0,02 mol mỗi chất khí sau. Tính thể tích của 0,02 mỗi chất khí sau. Vậy chúng ta có câu C. Thể tích của 0,02 mol mỗi chất khí vì số mol bằng nhau mà lại lấy số mol nhân với 22,4, vậy thể tích của nó sẽ bằng nhau, đúng chưa? Vậy chúng ta lại có thể tích của khí CO cũng bằng với thể tích của khí CO2 bằng với thể tích H2 và bằng với thể tích của O2. Được chưa? Vì cùng số mol mà muốn tìm thể tích thì lấy số mol nhân 22,4. Vậy cùng số mol rồi thì lấy số mol nhân 22,4 nên nó ra cùng một kết quả. Như vậy thể tích của bốn chất khí này bằng nhau, tức là bằng 0,02
nhân với 22,4 thì nó sẽ bằng là 0,448 lít. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài 18.5. Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút. Bây giờ cô sẽ xóa toàn bộ bảng đi để cô sang bài tập tiếp theo. Xác định khối lượng và thể tích khí, đúng không ạ? Bài 18.5. Đầu tiên là bên này là chúng ta có khối lượng này. Vậy muốn tìm khối lượng thì các em sẽ lấy bằng số mol nhân với phân tử khối, đúng không ạ? Và đơn vị của chúng ta sẽ tính bằng gam. Còn muốn tìm thể tích thì các em sẽ lấy số mol em nhân với 22,4, đơn vị sẽ là lít. Vậy IA của chúng ta là khối lượng của 0,25 mol của chất khí sau, chúng ta có khối lượng của 0,25 mol CH4. Vậy thì các em lấy số mol này là 0,25 này nhân phân tử khối của CH4. C thì có khối lượng là 12 này, cộng với 4 x 11, đúng không ạ? 1 x 14 hoặc 4 x 1. Vậy 0,25 nhân với 16, 0,25 nhân với 16 thì nó sẽ bằng là 4 gam. Được chưa? Tiếp theo là khối lượng của 0,25 mol O2. 0,25 mol O2 chính bằng lấy số mol nhân với phân tử khối của O2. Khối lượng của oxy là 16, có 2 oxy là 16 nhân với 2. Vậy cái này nó chính bằng 8 gam. Tiếp theo là khối lượng của 0,25 mol H2 thì các em sẽ lấy 0,25 nhân với khối lượng của H2, tức là 2 x 1, đúng không ạ? 0,25 nhân với lại 2 x 1 thì nó sẽ bằng là 0,25 nhân với 2 thì bằng 0,5 mol, à 0,5 gam khối lượng. Khối lượng của 0,25 mol CO2 cũng tương tự. Khối lượng của 0,25 mol CO2 thì nó sẽ bằng 0,25 lấy số mol nhân với khối lượng mol. Khối lượng mol ở đây là 12 cộng với 16 nhân 2, tức là lấy 0,25 nhân với 44. 0,25 nhân với 44 thì nó sẽ bằng 11 gam. Tính khối lượng của 12 mol phân tử H2. Vậy câu B, khối lượng của 12 mol H2. Vậy các em lấy số mol nhân với phân tử khối, tức là lấy 12 x 12 thì bằng 24 gam. Không phải 0,05 mol CO2
khối lượng của 0,05 mol CO2 tỷ lệ bằng 0,05 nhân với phân tử khối của CO2 là 12 cộng 16 nhân 2 tức là 44. 0,05 nhân 44 thì nó sẽ bằng là 2,2 gam. Tiếp theo là khối lượng của 0,01 mol phân tử CO. Khối lượng 0,01 mol CO. Vậy thì lấy số mol là 0,01 nhân với khối lượng mol là 12 cộng với 16 thì bằng 28. 0,01 nhân với 28 thì nó lại bằng 0,28 gam. Sang IC. IC ở đây là tính khối lượng của hỗn hợp khí là 0,3 mol CO2 và 0,15 mol O2. Các em sẽ có là khối lượng của 0,3 mol CO2 trước. 0,3 mol CO2 thì nó sẽ bằng 0,3 nhân với phân tử khối là 12 cộng với 16 nhân 2 tức là 0,3 nhân với 44. 0,3 nhân với 44 thì nó sẽ bằng 13,2 gam. Rồi, khối lượng của 0,15 mol O2 thì bằng số mol là 0,15 nhân với khối lượng mol của nó là 16 nhân 2 tức là 0,15 nhân 32 thì sẽ bằng 4,8. Vậy chúng ta có khối lượng hỗn hợp. Khối lượng hỗn hợp khí thì bằng hai cái này cộng với nhau tức là bằng 13,2 cộng với 4,8 thì nó lại bằng là 18 gam. Khối lượng hỗn hợp khí sẽ bằng 18 gam. Được chưa? Như thế là chúng ta đã vừa đi xong cái phần là tính khối lượng. Bây giờ chúng ta sẽ còn cái phần nữa là tính thể tích. Thể tích của cô chia bên này. Vậy cùng là không cùng với cùng số mol. Với cùng số mol thì thể tích nó sẽ bằng nhau, đúng không ạ? Vậy câu A thì chúng ta có là thể tích của khí CH4 nó sẽ bằng với thể tích của O2. Nó sẽ bằng với thể tích của H2. Và nó cũng bằng với thể tích của CO2. Vì số mol bằng nhau. Vì số mol bằng nhau nên thể tích của bốn khí bằng nhau. Bốn khí. Sẽ bằng nhau. Đúng không ạ? Vậy thì nó cùng bằng số mol là 0,25 nhân với 22,4. Cùng bằng số mol nhân 22,4. Như vậy thì nó đều bằng 5,6 lít. Sang câu B là ta có thể tích của 12 mol H2. Muốn tìm thể tích thì lấy số mol nhân với 22,4 tức là em lấy 12 nhân với 22,4. 12 nhân với 22,4 thì sẽ ra 268,8 lít. Tiếp theo là thể tích của 0,05 mol CO2. Vậy muốn tìm thể tích thì lấy số mol là
0,05 nhân với 22,4. 0,05 nhân với 22,4 thì nó lại bằng 1,12 lít. Tiếp theo là thể tích của 0,01 mol là cái phân tử CO. Thể tích 0,01 mol CO thì lại bằng là lấy số mol là 0,01 nhân với 22,4 thì bằng 0,224 lít. Tìm thể tích của hỗn hợp khí. Vậy câu C, thể tích của hỗn hợp khí sẽ bằng tổng số mol khí nhân với 22,4. Và ở đây các em sẽ đi tìm tổng số mol. Thì lại bằng 0,3 cộng 0,15 bằng 0,45 mol. Đây là bằng 0,45 mol khí. Như vậy thể tích hỗn hợp khí sẽ bằng 0,45 nhân với 22,4 thì nó sẽ ra 10,08 lít. Đối với cái câu C này, các em còn có một cái cách thứ hai nữa, là các em đi tìm thể tích của từng khí bằng cách lấy tìm thể tích của CO2. Tìm thể tích của CO2, các em lấy 0,3 nhân 22,4 ra, được chưa? Sau đó các em sẽ tìm thể tích của O2 bằng 0,15 nhân 22,4. Sau đó thì thể tích hỗn hợp khí bằng cách các em cộng hai cái kết quả các em vừa tính ra được thì nó cũng ra là 10,08 lít cho các em. Có hai cách như vậy. Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong nốt các bài tập còn lại ở trong các bài tập của bài 18 là bài mol. Các em về nếu cần thì hãy xem lại những cái bài mà cô và các em đã cùng làm trong buổi học hôm nay. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô, và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.